Casserola do nhạc sĩ Carlinho Brown chế tạo từ chất liệu nhựa tái chế, phòng theo một loại nhạc cụ châu Phi, gồm các ống nhựa nhỏ được đan vào nhau thành hình rổ kín. Khi lắc, các hạt khô bên trong va vào nhau tạo nên âm thanh. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff tin rằng Casserola sẽ gây ấn tượng tích cực hơn so với kèn Vuvuzela và mang lại những trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi. Màu xanh và vàng của Casserola biểu trưng cho ngành công nghiệp tái chế vật liệu xanh ở Brazil, một trong những quốc gia đi đầu về phát triển bền vững trên thế giới. Âm thanh và hình ảnh của nó sẽ đưa chúng ta đến các mục tiêu phía trước. Trong khi đó, nhạc sĩ Carlinho gọi đây là một nhạc cụ của hòa bình. Ông cho biết Casserola đã được FIFA công nhận và sẽ là một trong số những sản phẩm chính thức của World Cup 2014. Tại Brazil, âm nhạc có thể đại diện cho tiếng nói của mỗi người. Mỗi cá nhân là một nhạc sĩ, nhạc công hay ca sĩ. Loại nhạc cụ này có thể khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn. Âm thanh của nó hoàn toàn rất dễ nghe và cảm nhận. Trước mắt, hơn 50.000 chiếc Casserola sẽ được phát miễn phí cho người hâm mộ Brazil vào cuối tháng 4 này tại một trận đấu trên sân Fontenova vừa mới khánh thành để phục vụ World Cup 2014.